Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Big Bet dự đoán cùng thể thao và văn hóa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ lại cùng với nhà báo Anh Ngọc đưa ra những nhận định về trận đấu giữa Atletico Madrid và Leicester City tại tứ kết của Champions League. Atletico Madrid thì đang trở lại với đúng sức mạnh của họ trong vài mùa qua. Còn Leicester City thì cũng vậy, họ vừa mới loại một đội bóng Tây Ban Nha khác là Sevilla tại vòng 1/8 với phong cách thực dụng không kém. Theo nhà báo Anh Ngọc thì liệu Leicester City có thể coi là một ẩn số hay không ạ? Tôi cho rằng Leicester City là một ẩn số cho đến khi họ loại Sevilla ở Champions League mùa này. Nhưng mà đấy là một Sevilla rất là yếu, rất là chủ quan và không chắt chiu những cơ hội của mình để mà chiến thắng các cầu thủ Leicester City. Atletico Madrid không phải là Sevilla, họ giàu kinh nghiệm hơn, họ bản lĩnh nhiều hơn và điều đặc biệt quan trọng là họ biết cách tạo ra những cơ hội và kết liễu đối thủ của mình. Đúng là cầu thủ Leicester City đã thắng liên tục ở Premier League, đã loại cả Sevilla sau khi họ sa thải Ranieri. Nhưng cái trận thua vừa rồi 2-4 trên sân của Everton cho thấy rất nhiều vấn đề về mặt phòng ngự cũng như là cái sự tập trung của họ trước những cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng Atletico Madrid và Leicester City là một trận đấu thiên về mặt thể lực và khá nặng về phòng ngự, đặc biệt là cầu thủ Leicester City họ sẽ phòng ngự rất chặt, nhưng Atletico Madrid sẽ chiến thắng và chứng tỏ rằng là Leicester City không còn là một hiện tượng nữa. Trong 5 trận đấu gần đây thì Atletico Madrid không thua một trận nào, còn Leicester City thì lại chỉ mới thất bại có một lần duy nhất. Nhưng thành tích đối đầu trong quá khứ thì Atletico đã hoàn toàn áp đảo khi mà chiến thắng cả 4 trận. Họ còn có kinh nghiệm vượt trội về đối thủ ở cái đấu trường này. Và cái tỷ lệ hiện tại bây giờ là Atletico sẽ chấp 1.5. Anh thấy cái tỷ lệ này có hợp lý hay không ạ? Tôi cho rằng đây là một tỷ lệ khá sâu, rất là sâu. Nếu mà xét trên phong độ hiện tại của cầu thủ Leicester City phòng ngự rất là tốt. Mặc dù họ chơi không tốt trong trận đấu Everton, nhưng mà khả năng cầu thủ Atletico ghi được chênh lệch 2 đến 3 bàn vào lưới của Leicester City là điều rất là khó. Mặc dù vậy, tôi cho rằng về mặt kinh nghiệm mà nói thì Atletico hơn Leicester City rất nhiều, nhưng họ sẽ thắng. Nhưng mà thắng chênh lệch như thế thì rất là khó. Thành ra nếu mà phải chọn thì tôi sẽ chọn Leicester City. Bây giờ anh Ngọc sẽ cùng chúng ta đưa ra dự đoán về số bàn thắng của trận đấu này. Tỷ lệ cập nhật đến bây giờ là 2-1/2 với hai đội bóng có hàng công mạnh như thế này thì anh thấy liệu đây có phải là một tỷ lệ hơi thấp hay không ạ? Đây là một tỷ lệ thấp nhưng mà là hợp lý. Đây không phải là Serie A cũng như không phải là La Liga khi mà Juventus cũng như là Barcelona vượt trội các đối thủ về khả năng ghi bàn của mình. Mà đây là Champions League, một cái đấu trường vô cùng khốc liệt. Và tôi cho rằng đây là một trận đấu hay, hấp dẫn nhưng mà sẽ có không quá 3 bàn thắng được ghi. Cảm ơn nhà báo Anh Ngọc về những nhận định của mình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem những nhận định của anh có chính xác hay không. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những trận đấu khác.